Trong khi các quốc gia trên thế giới thì đã bắt đầu có những cái dấu hiệu thể hiện sự nới lỏng trong cái việc phòng chống dịch Covid-19 thì tại Trung Quốc vẫn là quốc gia mà giữ nguyên cái cách phòng chống dịch của mình đó là Zero Covid hay còn gọi là không Covid. Và ở quốc gia này thì ngoài câu chuyện đó còn có một câu chuyện đáng chú ý mong quyên muốn gửi tới quý vị và các bạn. Đài truyền hình Trung ương của Trung Quốc đã đưa tin có tới hơn 40 hành khách đã bị thương nhẹ trong vụ máy bay của hãng hàng không Taipei Airlines bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng ở sân bay quốc tế Giang Bắc, Trung Khánh vào ngày vào ngày 12 tháng 5 khoảng lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương và nguyên nhân của vụ việc thì đang được điều tra làm rõ. Sự việc xảy ra tại sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh, chiếc máy bay Airbus A319 thực hiện chuyến bay mang số hiệu TV9833 của hãng hàng không Turbet Airlines có hành trình từ Trùng Khánh đến Ninh Chi ở Tây Tạng, chở 113 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Khi máy bay đang thực hiện quy trình chuẩn bị cất cánh, các thành viên phi hành đoàn đã phát hiện sự cố bất thường trên máy bay và hủy lệnh cất cánh ngay sau đó. Tuy nhiên, máy bay lao khỏi đường băng và phần bên trái của mũi máy bay bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi xảy ra sự cố, toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi máy bay và những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Sân bay quốc tế Giang Bắc đã đóng cửa một đường băng, trong khi hai đường băng khác vẫn hoạt động bình thường.